Bosado Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh Bosado Huy toàn quốc. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là không khí ngày khai mạc triển lãm Thái Thịnh Kinh Môn năm 2024. Quý vị nhìn thấy không khí ngày khai mạc mới ấn tượng làm sao? Các đại biểu đã về đây rất đông rồi, và các đại biểu về thì mang theo những cái lãng hoa tươi thắm về chúc mừng cho cái ngày ra mắt của câu lạc bộ bonsai Thái Thịnh, và cũng là cái ngày khai mạc triển lãm Thái Thịnh năm 2024. Và trước mắt quý vị là những cái thành viên của câu lạc bộ bonsai cây cảnh Thái Thịnh. Chào tất cả các anh em nhé. Để Bosado Huy sẽ, mọi người đứng thành hàng, Bosado Huy lưu lại một kiểu ảnh cho câu lạc bộ. Mời tất cả mọi người nhìn đây cho em nhé. Nào mọi người cứ tươi lên. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và Bosado Huy xin được chúc cho câu lạc bộ bonsai phường Thái Thịnh sẽ cứ hàng năm sẽ tổ chức một cuộc triển lãm lớn này anh nhá. Cảm ơn quý vị và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả nhá. Anh Hùng có lời nào muốn bộc bạch với quý vị trong cái giây phút này không anh? Rất là xúc động được tất cả anh em trong tất cả các cầu bộ và các nhà vườn đã ủng hộ cho anh em bonsai phường Thái Thịnh tổ chức nên được một cái sân chơi, đến giờ phút này cũng rất là mãn nguyện. Vâng. Xin cảm ơn tất cả các anh em nghệ nhân và các nhà vườn. Xin được cảm ơn nha. Vâng ạ. Cảm ơn nhá, và chúc sức khỏe các anh. Chúc câu lạc bộ sẽ thành công. Thưa quý vị, được sự ủng hộ của các nhà vườn và với cái điều kiện lý tưởng sân bãi rồi thời tiết thì quý vị được thấy hôm nay ngày khai mạc ấn tượng như thế nào. Và Bosado Huy sẽ đưa tin cho quý vị cái không khí ngay bây giờ. Thời gian và cái công phu của tác phẩm thì chúng ta, quý vị chiêm ngưỡng khung cảnh của ngày khai mạc. Chào các anh. Chào Bosado Huy. Vâng vâng, em chào các anh nhé. Và những cái tác phẩm sẽ thu hút mọi người tham quan đông nhất thì Bosado Huy sẽ truyền tải cho quý vị. Và đây cũng là một cái kỷ niệm ấn tượng đáng nhớ của câu lạc bộ bonsai Thái Thịnh cũng như người yêu cây ở Kinh Môn nói riêng và Hải Dương nói chung. Anh về hôm qua mà chưa hết nhiều quá, nhiều cây đẹp quá. Chào anh em nhá. Cái si của Tuyền này, quý vị ơi, cái si của em Tuyền. Si cổ. Khá đẹp quý vị ạ. Vâng, chào anh. Chào anh ạ. Chào các anh nhá. Chào tất cả mọi người. Sao đuôi sẽ quay cho quý vị tổng thể triển lãm ngay bây giờ. Nó đi nhiều, nó chọn cái cây đẹp. Chào anh nhá. Cái diện mạo bốn phương mà ngày khai mạc trông có anh cảm nhận thế nào anh? Ấn tượng nói chung là đọc cái khai mạc triển lãm thì diễn ra buổi chiều quý vị nhé. Bác Giang thì đang ghi hình cho quý vị. Em Bắc Giang ạ. Ngay đầu giờ sáng. Cây đọc trắng hết rồi. Và đây là không gian đây là cái của những cây bonsai đẹp bản cổ nguyên bản đấy, với hàng trăm những người đẹp không giao kéo, đa dạng dáng thế, đa dạng cái chủng loại quê nhưng mà đọc lắm được trưng bày đây đây. Dạ vâng, đó đồ chơi rồi anh ạ. Và trước mắt quý vị là cái khu đón tiếp các đại biểu được trang hoàng rất là hoành tráng. Anh Lợi, em chào anh Lợi nhá. Chào hai anh em nhá. Tên này của ai nhỉ anh nhỉ? Văn Tuân, Kiến Thụy. À, Văn Tuân, Kiến Thụy. Chú ơi, em Tuân, một cây rất đẹp. Cái đường từ đường rễ đến thân nhỉ? Đây là cái điểm nhấn của tác phẩm này. Rất lớn của tác phẩm này. Em Tuân Kiến Thụy quý vị ạ. Ngày hôm
Chào chào câu lạc bộ bonsai Kinh Môn nhá. Chào Hà nhá. Chào Hoa hậu nhá. Chào Hoa hậu Thanh Hà. Để trên ô tô là tôi bị. Quý vị ơi, em Nhã nhá, chưa có người yêu quý vị nhá. Nhã quay đây em ơi. Cho mọi người nhìn em nè. Đâu anh ơi, có người yêu rồi có chiều. Em Nhã chưa có người yêu quý vị nhá. Các anh nào những anh nào mà chưa có người yêu thì sẽ liên lạc với em Nhã. Em Nhã ở Thanh Hà. Quý vị chiêm ngưỡng không gian này có những cây bonsai tầm trung và tầm đại. Và không gian này thì phía trước là cái cây của bonsai Huy kỳ lân hóa rồng. Kỳ lân hóa rồng lần đầu tiên xuất hiện. Và ở trong này bonsai đâu nhìn thấy những cái cây của nhà vườn anh Lương Bình, Kinh Môn, Hải Dương. Đợt này anh Lương có mang rất nhiều cây đi, đóng góp rất nhiều cây đi. Những cái cây xanh quê cổ vừa rồi anh mới mua này quý vị này. Đây cũng vậy này quý vị ơi. Chào anh Lương nhá. Chào anh Lương và chào chào gọi em. Đợt này em thấy anh Lương đóng góp khá nhiều cây với triển lãm Thái Thịnh anh nhỉ. Bác Hùng có cái con lời mời là cảm xúc trưng bày câu lạc bộ ra mắt. Anh làm một cái sân vườn của anh ở tại không gian của bác Hùng. À, thế này anh đóng góp bao nhiêu cây nhỉ? Tất cả nhỉ? Đóng góp tất cả 12 cây. Ồ, 12 cây. Anh của anh từ cái thảm thảm xanh này hết rồi đấy, thảm xanh. Thế à? 12 cây quý vị nhé. Ở đây cũng là cây của anh Lương quý vị nhá, 12 cây. Và đây những cây của anh hết này quý vị này. Mai chú thủy này. Si này. 12 cây. Và tiếp tục là si. Quý vị đến với một cây si 5 thân. Cái này dưới chiều cao thì chỉ cao khoảng sấp xỉ 5 được. Cú này nhìn màu da đẹp không? Vâng ạ. Thì đang trong quá trình hoàn thiện bông cảnh. Màu da. Và phía trong chúng ta nhìn thấy một cây sung quê. Già quá. Cây sung quê này cũng rất già. Anh Lương cũng là một trong nhà vườn đóng góp rất nhiều cây. Quý vị biết là 12 tác phẩm mà quý vị. Đầu năm vừa rồi anh ấy cũng vào gần 1 tỷ tiền cây. Vào hơn 1 tỷ rồi, vừa rồi mua thêm 2 cây nữa. À hơn 1 tỷ rồi. Thế là vừa rồi trước khi bonsai Huy sau khi đến vườn anh thì anh lại mua thêm 2 cây nữa. Thế là anh vào là hơn 1 tỷ rồi. À hơn 1 tỷ rồi. Hôm anh bonsai Huy đến thì anh chia sẻ là anh vào gần 1 tỷ. Bóng tàn khi mà cây cổ ra thì chúng ta nhìn thấy bóng tàn rất đẹp. Đây là đều là những cái tác phẩm anh vừa rồi anh mới mua. Và đây cũng vậy. Cây này cũng của anh chứ? À, cây này không phải của anh. Chơi phải hoàn thiện đi, không hoàn thiện anh đi chơi. Vâng. Ở nhà mình có quá nhiều hoàn thiện, không hoàn thiện anh chơi. Ở vườn anh còn rất nhiều quý vị ạ, rất nhiều cây hoàn thiện nữa. Nhà mình đâu hoàn thiện, nó chưa hoàn thiện hết đâu mà. Không khí ngày khai mạc. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng những cái tác phẩm của anh Lương và một số những cái tác phẩm của anh em. Và đặc biệt cái không khí ngay bây giờ.
Thưa quý vị, cái không khí ngày khai mạc thì Bonsai Đá Huy truyền tải cho quý vị một thước phim ngắn. Và đến đây thì Bonsai Đá Huy xin phép quý vị được dừng lời ở đây. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.